Các cậu trai, tụi con đi đâu vậy? Mấy cái việc lặt vặt thôi mà. Vậy thôi sao? Thật xin lỗi ba, mấy em muốn đi coi phim ngoài trời nên con đã cố cản. Leo, sao lộn đuôi chuột vậy? Ê, đừng đụng chạm tôi kiểu đó nha. Ý con là gì? Xin lỗi ba. Các anh, nếu tụi mình không phải quái vật bị cả xã hội ruồng bỏ và có thể làm những gì mình muốn thì mọi người muốn làm gì? Đi học từ cấp 3. Chắc là kiếm một cô bạn gái. Tưởng tượng nổi không trời? Mơ đi. Đúng là quá đỉnh. Thôi rồi, thiếu niên karate đột biến. Tôi muốn tìm hiểu về mấy anh càng nhiều càng tốt. Và hai tụi này không hề là một con chuột già. Anh không nói thì tôi không nghĩ gì nha. Cảnh sát rất bối rối trước làn sóng tội phạm gần đây do Superfly cầm đầu. Chưa ai biết mặt mũi hắn luôn. Sao vậy? Bởi vì những ai thấy mặt hắn đều bị hắn thủ tiêu. Tuyệt. Không, làm gì tuyệt? Ê, hơi bị ngầu. Chúng ta hạ gục Superfly và mọi người sẽ nghĩ chúng ta rất ngầu. Họ sẽ chấp nhận chúng ta. Anh ấy sẽ thực hiện một thỏa thuận tối nay dưới cầu Rockley. Cái gì? Tụi bay là lũ ba ba lo nhoi hả? Ai mà ngờ được ngoài kia cũng có thú đột biến. Muốn làm chung với tụi này không? Con người sẽ không bao giờ thích chúng ta. Vậy chúng ta sẽ để đám đột biến thống trị thế giới. Những con người, họ phải cút đi thôi. Được rồi, hỏi khó hiểu chút. Chúng ta không thể ngăn hắn. Chúng ta phải cố gắng. 2 giờ sáng anh gọi mà em không nhấc máy. Các con trai tôi, Michael Angelo, con nhân hậu. Donatello, con có trí tuệ. Raphael, con có bản lĩnh. Và Leonardo cao quý. Đừng nói nữa, em đã mơ ngày thực chiến hàng đêm liền. Anh phải kiểm soát cơn giận đi, anh kiểm soát rất tốt.